Bằng việc thực hiện nhiều giải pháp nên giai đoạn 2016-2020, tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc đã có những chuyển biến tích cực. Số vụ giảm trên 42%, số người chết giảm 19%, số người bị thương giảm gần 54% so với giai đoạn 2011-2015. Đặc biệt, năm 2020, tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết, số người bị thương trong vòng 10 năm qua. Việc quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông, thanh tra, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tiếp tục được quan tâm. Từ năm 2016 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý gần 21 triệu trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 14.000 tỷ đồng, tước gần 2 triệu giấy phép lái xe. Bên cạnh đó, Ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng chỉ ra nhiều tồn tại như tình hình trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp. Còn xảy ra những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, tình trạng vi phạm tải trọng xe ô tô, ùn tắc giao thông vẫn xảy ra tại các địa phương, đặc biệt trên các trục giao thông trọng điểm và các đô thị lớn. Cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành đề án ngăn chặn đẩy lùi tai nạn giao thông giai đoạn 2017-2020. Qua đó đưa Thái Nguyên từ vị trí 56 trên 63 tỉnh thành gia tăng tai nạn giao thông năm 2010, lên top đầu các tỉnh liên tục giảm tai nạn giao thông trên toàn quốc. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Đó là nâng cao ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. Việt Nam sẽ tiếp tục hưởng ứng các hoạt động chương trình thập kỷ hành động vì an toàn giao thông năm 2021-2030 của Liên Hợp Quốc về cải thiện an toàn giao thông đường bộ.